Bây giờ cho Huy là một cái tập hợp các lớp nhé. Bài viết của tư duy liên kết các khóa hóa lại với nhau để rút ra tri thức mới. Nhưng không phải cái chung nào cũng là cái bản chất, vì bản chất chính là cái chung tất yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của sự vật. Phạm trù bản chất. Đây là A, một cô sinh viên trường đại học Ngoại thương. A đã thích nói về trước 3 năm qua, nhưng mà trở thành khổ tình. Xin chào mọi người, đây là tớ đang ăn bám lưng rùa nha các cậu. Không cho nó đi đâu. Tớ chở nó về nhà tớ đây, đi 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 về nhà tao. Thank you.
Khối câu cổ về bây giờ là tóc tao nghe là thứ không dày, tóc em chút hơi ấm của anh, but that's enough. Your Adam moves, it's over tonight.
Phần 1 chúng ta sẽ giới thiệu chung về các vòng thi Trung Quốc. Phần 2 sẽ sharing và hỏi đáp cùng các anh chị. Và phần 3 sẽ công bố thành viên và member các team. Maybe I don't feel so blue. 6 months, you never understand. I'll never let you go. 5 words, you'll never say. I don't know if this got wrong, so never know saying. Ok, anh có đến team số mấy rồi cả? Số 8 đúng không? Ok, 8 rồi, chúng ta chỉ đi suốt. Ok, team sống ở đây rồi ạ. According to the season, I got a million reasons to smile.